Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình giới thiệu các bạn tham gia chương trình Aerob AV Suit nha bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả như video của mình mở tới ra muốn start chatbot nha bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nha bạn. Rồi các bạn mới đáp lời thì mình sẽ nhận được 5.000 token có hiệu là US AUSS nè các bạn, khoảng 10 đô các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn follow kênh seller nha các bạn. Rồi bạn mới đáp lời nè, các bạn bấm nút chat nha các bạn. Tiếp tục các bạn bấm vào một submit đi tên nha các bạn. Rồi tiếp tục thì bấm forecast nè. Tiếp tục thì bạn follow Twitter và like retweet nha các bạn. Trên Twitter thì các bạn bấm theo dõi nè các bạn, các bạn like và trích dẫn như Twitter bị viết ra game nè các bạn. Rồi các bạn trích dẫn như username của nó các bạn, cộng AVN nè các bạn. Rồi AVN suốt nè các bạn, AVN suốt Quốc nè. Rồi các bạn Twitter lên nè các bạn. Sau khi các bạn tweet lỡ xong thì các bạn bắt đập lại. Các bạn gửi lại đường link và đầu file Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào ba chữ gặp bên cùng nè các bạn. Nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn nhấp vào ba chữ gặp bên cùng, các bạn bấm vào chia sẻ nha các bạn. Rồi các bạn sao chép vào khai giới tạm nè. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Gửi cho bot. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain Bet20 nha tất cả các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ với chocolate của mình ra nè các bạn. Các bạn copy địa chỉ Smart Chain này nè các bạn. Các bạn sao chép địa chỉ lên nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lời. Rồi các bạn bắt từ đây nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào menu để cập nhật. Rồi bạn bấm vào account để cập nhật tài khoản mình nha các bạn. Mình đã nhận được 5.000 token AUSU nè các bạn. Ơi AUSUS nè các bạn. Ok, như các bạn ghép chia sẻ cho ông bè và người thân mà không được ghép, các bạn nhận được 100 token AUSUS trên đây. Vậy video này cũng kết thúc. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.